Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành với bản tin Cà phê Sài Gòn. Ngày hôm qua 1 tháng 2, theo thông báo của các doanh nghiệp, giá ga tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm khoảng 20.000 đồng một bình 12 kg. Sài Gòn Petro cho biết giá ga bán lẻ của đơn vị này đầu tháng 2 giảm 20.500 đồng một bình 12 kg. Theo đó, giá mới đến tay người dùng là 257.000 đồng một bình 12 kg. Cùng với Sài Gòn Petro, nhiều thương hiệu ga khác cũng giảm giá ở mức tương đương, dao động từ 20 đến 21.000 đồng một bình 12 kg. Nguyên nhân của đợt giảm giá ga lần này là do giá ga nhập khẩu trên thế giới bình quân tháng 2 đã giảm 67,5 đô la Mỹ mỗi tấn so với tháng 1 xuống còn 300 đô la Mỹ một tấn. Trước đó vào tháng 1 vừa qua, giá ga đã giảm một lần với mức 31.000 đồng một bình 12 kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá ga đã giảm 2 lần với tổng cộng 51.000 đồng một bình 12 kg. Thưa quý vị, trước tình trạng xuất hiện các đối tượng lừa đảo lao động đi Hàn Quốc, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra một số khuyến cáo dưới đây. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng cò mồi, môi giới, lợi dụng sự cả tin của những người lao động không hiểu biết về các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc để lừa đảo, thu tiền bất chính. Những đối tượng này đưa ra những hứa hẹn có thể giúp đỡ người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc qua những kênh khác nhau. Thậm chí, có đối tượng còn giả mạo hợp đồng, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Để tránh việc bị lừa đảo và mất tiền, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động nên tìm hiểu về các thông tin, chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc tại website của Cục là dolab.go.vn hoặc website của Trung tâm Lao động Ngoài nước colab.go.vn. Hiện nay chỉ có 3 kênh chính thức đưa lao động đi Hàn Quốc, bao gồm chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, gọi tắt là chương trình EPS. Chương trình này đang tạm dừng do chính phủ Hàn Quốc chưa tái ký biên bản ghi nhớ với Việt Nam. Hai chương trình khác đang triển khai là chương trình đưa lao động sang làm thuyền viên tàu cá gần bờ và xa bờ Hàn Quốc và chương trình đưa lao động trình độ cao sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình thẻ vàng Visa E7. Vào cuối tuần qua, hôm 31 tháng 1, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, gọi tắt là HIPC, đã tổ chức lễ khánh thành và đi vào hoạt động cầu Rạch Rộp 1 thuộc Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Rạch Rộp giai đoạn 1 được khởi công vào ngày 20 tháng 10 năm 2014. Cầu nằm trên trục đường Bắc Nam, bắc qua Rạch Rộp, thuộc Khu công nghiệp Hiệp Phước 2, huyện Nhà Bè. Cầu có tổng chiều dài 420m, rộng 18,2m, phục vụ 4 làn xe với chiều rộng mỗi làn là 3,75m. Cầu thiết kế theo dạng cầu bê tông cốt thép, nhịp giãn đơn với tuổi thọ thiết kế là 100 năm. Đây là một phần của toàn bộ tuyến đường trục Bắc Nam của thành phố Hồ Chí Minh, kết nối từ nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đến khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1-2-3 vào khu cảng Hạ Lưu Hiệp Phước và sau cùng kết nối với tuyến đường vành đai 4 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Riêng với khu công nghiệp Hiệp Phước, cầu Rạch Rộp 1 là trục đường chính dẫn vào giai đoạn 2 của dự án và nằm ngay cạnh khu kỹ nghệ Việt Nhật. Hôm nay cũng thể là nói là đánh dấu một cái bước từ chuyển từ khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1 coi như lấp đầy và khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 chúng tôi mới mở. Thì khi đưa các công trình cầu Rạch Rộp 1, khu công nghiệp Phước giai đoạn 2 đi vào hoạt động thì đồng nghĩa với một cái lượng quỹ đất khoảng 300 hectare đất thương phẩm sẵn sàng để mời chào các nhà đầu tư. Và việc đặc biệt trong đây nữa, đó chính là cái khu công nghiệp hỗ trợ 200 hectare mà thành phố đã chỉ đạo lập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với quy mô nhỏ vừa để phục vụ cho các nhà sản xuất lớn. Thì chúng tôi đã sẵn sàng mời chào tất cả các nhà đầu tư. Hiện khu công nghiệp Hiệp Phước là khu công nghiệp lớn nhất và còn quỹ đất nhiều nhất của thành phố. Theo đại diện công ty quản lý, hiện giai đoạn 1 của khu đã cơ bản lấp đầy. Riêng 513 hectare của giai đoạn 2 đã có 95% diện tích, tương đương với hơn 425 hectare đất được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau gần 20 năm triển khai xây dựng, khu công nghiệp Hiệp Phước đã góp phần không nhỏ trong việc biến một phần vùng đất ngập mặn của huyện Nhà Bè thành một vùng công nghiệp hiện đại. Thưa quý vị, thị trường vay tiêu dùng tại Việt Nam phát triển rất nhanh những năm gần đây. Quy mô thị trường đã tăng gấp 5 lần chỉ trong 5 năm, theo Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thu nhập người dân không tăng đồng bộ với nhu cầu vay, các chuyên gia tài chính cho rằng sự phát triển quá nhanh của vay tiêu dùng tại Việt Nam có thể tiềm ẩn các rủi ro cho nền kinh tế. Cuộc trao đổi sau đây của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính có nhiều năm làm việc tại Mỹ, sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này.
Thưa ông, thì thị trường vay tiêu dùng tại Việt Nam thì phát triển rất là nhanh những năm gần đây, đặc biệt là vay tiêu dùng của các công ty tài chính. Tuy nhiên thì trên thị trường cũng bắt đầu xuất hiện những thông tin không hay về các cái dịch vụ của vay tiêu dùng, ví dụ như là cái mức lãi suất quá cao, hoặc là các cái thông tin hợp đồng không rõ ràng, hoặc là các cái kiểu đòi nợ mang tính xã hội đen chẳng hạn. Thế ông thì là một chuyên gia tài chính làm việc lâu năm tại Mỹ, thì ông những cái méo mó như vậy thì theo ông có phải là nó là có thể xuất hiện ở tất cả các thị trường và tiêu dùng chứ không chỉ riêng ở Việt Nam? Đúng là tất cả những cái vấn đề và tiêu cực về ngành tài chính, những cái vấn đề cho vay nặng lãi, rồi có những cái hợp đồng tín dụng mờ ám, và đến cuối cùng là người đi vay chịu thiệt hại, dân chúng chịu thiệt hại. Cái đó không những xảy ra ở Việt Nam, xảy ra ở tất cả các nước, và ngay cả cái thị trường Mỹ là cái thị trường mà tôi đã làm việc lâu năm thì chúng tôi cũng nhìn thấy những cái thủ thuật tương tự như vậy. Tuy nhiên ở Việt Nam thì Việt Nam là một cái nền kinh tế đang phát triển mạnh, và cái nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng càng ngày càng tăng. Trong khi thu nhập của người Việt Nam không tăng đồng bộ với lại những cái nhu cầu, chúng ta đi vào một cái thế giới mới với tất cả những cái phương tiện về sinh hoạt, về đời sống nó càng ngày nó càng cao, người dân càng ngày có nhiều nhu cầu hơn về những cái trang thiết bị trong gia đình, rồi tất cả những cái phương tiện đi lại, tất cả những cái đó nó đẩy rất nhiều người dân vào cái tình trạng là phải vay mượn, và rất nhiều người đã vay mượn một cách rất là ồ ạt. Thì cái hiện tượng mà các công ty tài chính bùng nổ tại Việt Nam là cái điều mừng cho nền kinh tế, là các công ty tài chính đó giúp người dân có thể vay và tiêu thụ được những cái sản phẩm của sau. Nhưng mặt khác, về cái mặt trái của nó, đây là cái rủi ro rất lớn cho nền kinh tế, là nếu chúng ta không cẩn thận thì một bộ phận của dân chúng sẽ đi vào trong tình trạng vỡ nợ, và cái điều đó nó thiệt hại không những cho cá nhân của người đó, cho gia đình của họ, mà cho cả nền kinh tế. Như vậy có nghĩa rằng là nếu như cái thu nhập người dân nó không tăng lên cùng với lại cái nhu cầu của họ, thì cái việc mà họ vay tiêu dùng cho cái đáp ứng những cái nhu cầu của họ thì sẽ là một cái yếu tố mà không bền vững cho cái thị trường vay tiêu dùng ở Việt Nam hay như thế nào? Chính xác, nếu mà cái thu nhập của người dân mà không tăng đồng bộ với cái việc mà vay tiêu dùng thì đây là một cái rủi ro. Thì cái lời khuyên của tôi là người đi vay nên hạn chế cái vấn đề vay. Cái thứ nhất ạ, không bao giờ đi vay để tiêu những cái món hàng ngày, không bao giờ đi vay để đi chợ, không bao giờ đi vay để đổ xăng, không bao giờ đi vay để mà chi phí hàng ngày. Cái đó rất nguy hiểm, tại vì cái chi phí hàng ngày ngày nào nó cũng trở lại, ngày nào nó cũng được đội lên, mà nếu chúng ta đi vay thì nợ nần sẽ chồng chất. Thành ra chúng ta chỉ nên đi vay những cái sản phẩm mà nó là cái sản phẩm bất thường. Chúng ta mua một cái điện thoại, chúng ta mua một cái xe ô tô, chúng ta đi sửa nhà, thì cái đó là những cái chi phí bất thường, thì chỉ có thể dùng tín dụng cho những cái chi phí bất thường. Cái điều thứ hai nữa quan trọng là chúng ta phải biết cái khả năng trả nợ của chúng ta. Một người mà cả hai vợ chồng đi làm thu nhập là 10 triệu thì cái nguyên tắc của tôi là không nên đi vay quá 5 triệu mỗi tháng phải trả cho ngân hàng, trả cho các tổ chức kinh tế khác, các công ty tài chính, tất cả những cái món nợ mà phải trả hàng tháng đó, cả gốc cả lãi, tất cả món nợ phải trả hàng tháng không nên quá 50% cái thu nhập của mình, thì nó ở cái mức độ an toàn. Ông, thì thị trường có trở nên minh bạch hơn, phát triển một cách là bền vững hơn, thì nó tùy thuộc vào cái nỗ lực, tức là cái nỗ lực của các công ty tài chính, nỗ lực của người tiêu dùng, hay cần có những cái biện pháp can thiệp về mặt hành chính của cơ quan chức năng hay không? Thứ nhất là cái thị trường nó sẽ tự sàng lọc. Dân chúng ngoài kia họ rất nhanh nhạy và rất thông minh. Những cái tổ chức tín dụng đen là những cái mà người dân họ cũng cảnh giác. Những cái tổ chức tài chính mà làm ăn không bài bản, có những cái chiêu thức khuyến dụ một cách nó mờ ám là những cái mà dân chúng họ dần dần họ cũng loại bỏ. Và đồng thời nữa thì những cái tổ chức tín dụng có uy tín, làm ăn bài bản là những cái tổ chức mà sẽ được hưởng một cái sự tăng trưởng ổn định. Nhưng mà nói chung ngành kinh tế thì tôi nghĩ rằng Ngân hàng Nhà nước là cái cơ quan chủ quản quản lý hệ thống tài chính ngân hàng, trong đó có các công ty tài chính cũng đang rất quan tâm những cái vấn đề nợ xấu để mà có thể giảm thiểu cái rủi ro cho nền kinh tế. Thì tôi nghĩ là hiện tại thì chúng ta đi vào một cái giai đoạn phát triển mạnh của ngành tài chính ngân hàng, của các công ty tài chính. Tôi không muốn nói là tăng trưởng nóng, tại vì hiện tại cái tỷ lệ mà
cho vay tiêu dùng so với tổng dư nợ còn thấp thôi. Thì tôi không nói đến cái vấn đề mà tăng trưởng nóng, nhưng mà rõ ràng họ tăng trưởng rất mạnh. Và nếu mà chúng ta không cẩn thận thì có thể cả nền kinh tế sẽ rơi vào một cái rủi ro lớn. Xin cảm ơn. Quý vị vừa được xem những hình ảnh ngộ nghĩnh và sáng tạo về chiếc bánh kem được sáng tạo bởi nghệ sĩ Alexander Dubois. Và xin chuyển sang các thông tin khác liên quan đến Tết Nguyên đán đang cận kề. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài nhất trong năm bắt đầu từ cuối tuần này, ngoài các chủ đề về hài Tết, nhạc Tết, người Việt Nam đang rất quan tâm đến vé tàu và vé máy bay Tết. Hai truy vấn này nằm trong top 10 truy vấn nổi bật nhất về Tết Bính Thân 2016 trên Google. Trong danh sách top 10 truy vấn nổi bật nhất về Tết Nguyên đán 2016, chủ đề vé tàu Tết xếp hàng thứ 5 và giá vé máy bay Tết xếp thứ 10. Điều này chứng tỏ chuyện tàu xe về quê ăn Tết vẫn là chủ đề rất nóng. Bên cạnh đó, đứng đầu bảng tìm kiếm về Tết năm nay là các chủ đề về giải trí như hài Tết, nhạc Tết. Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên truy vấn việc làm Tết 2016 có lượng tìm kiếm nổi trội nhất trong hơn 5 năm qua vào dịp Tết Nguyên đán. Riêng ở nhóm truy vấn về tin tức, chủ đề Đại hội Đảng 12 là nội dung được người dùng Việt Nam quan tâm tìm kiếm nhiều nhất trên Google. John Terry sẽ giải nghệ vào cuối mùa này khi hợp đồng của anh hết hạn với câu lạc bộ Chelsea. Đây là thông tin được anh công bố với giới báo chí hôm Chủ nhật. Trung vệ 35 tuổi đã có 700 trận đấu khoác áo Blue và anh là một trong những trung vệ xuất sắc nhất tuyển Anh. Khác với Lampard vẫn còn tiếp tục thi đấu, John Terry cho biết do những chấn thương và vấn đề về tuổi tác, sau khi hết hợp đồng, anh sẽ chính thức giải nghệ. Nhưng trước hết, anh sẽ phải cùng câu lạc bộ chủ quản tiếp tục hành trình còn dang dở ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là một trong những mùa bóng sóng gió với câu lạc bộ Chelsea. Robert Lewandowski tiếp tục tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ Bayern Munich khi anh là cầu thủ ghim xám xứ Bavaria đang tiến gần đến ngôi vô địch Bundesliga lần thứ tư liên tiếp. Họ đang giữ khoảng cách 8 điểm với đội nhì bảng Borussia Dortmund. Dù vị trí ở giải ngoại hạng không có gì tiến triển, nhưng Chelsea tiếp tục thể hiện được bộ mặt rất khác khi thi đấu ở các cúp. Trong trận đấu ở vòng 4 FA Cup, thầy trò huấn luyện viên Gus Hiddink đã đánh bại câu lạc bộ chơi ở giải League One với tỷ số 5-1, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng sau. Hiệp đấu đầu tiên là hiệp đấu mà Oscar đã tỏa sáng với cú hat-trick với các bàn thắng ở phút thứ 15, 32 và 44. Eden Hazard tiếp tục nâng tỷ số lên 4-1 ở phút thứ 55 và Bertrand Traoré ghi bàn ở phút thứ 62 để khép lại chiến thắng 5-1 cho Chelsea. Bàn thắng danh dự MK Don ghi được ở phút thứ 22 với pha lập công ở cự ly xa của Darren Potter. Ở giải Úc mở rộng, Novak Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ cao như ở năm 2015 thành công trong sự nghiệp của anh khi tiếp tục đăng quang ở giải Grand Slam đầu tiên của năm. Giải Úc mở rộng, đối thủ Andy Murray dù đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP nhưng đã không thể làm khó dễ tay vợt người Serbia. Chỉ trong 3 set đầu tiên, Djokovic đã dễ dàng giành thắng lợi với các tỷ số 6-1, 7-5 và 7-6. Qua đó, lần thứ 6 lên ngôi ở giải Úc mở rộng. Với số lần vô địch này, anh đã cân bằng thành tích với Roy Emerson. Nếu tính riêng trong kỷ nguyên giải Úc được mở rộng thì Djokovic chính là tay vợt đang giữ kỷ lục về số lần vô địch tại đây. Thưa quý vị, sau ít phút giải lao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị phần tin thế giới. Gần 40% số người muốn về hưu lo ngại vẫn phải đi làm vì áp lực kinh tế. Áo vừa dựng hàng rào dọc biên giới Slovenia để ngăn chặn dòng người di cư.